Bản yêu cầu công việc nông nghiệp, tên tôi là Nông Văn Viễn, sinh ngày 17 tháng 8 1985, số hộ chiếu P01759607. Tôi đã trúng tuyển đơn hàng chủ sử dụng khâu cập nhân, địa điểm Đào Viên Đài Bắc, thời hạn hợp đồng 3 năm, điều kiện tuyển dụng số lượng 4, giới tính nam nữ, chiều cao 1m55 trên 1m60, cân nặng 50 trên 65, tuổi từ 25 đến 45, học lực không yêu cầu, tình trạng hôn nhân đã kết hôn, kinh nghiệm không yêu cầu. Yêu cầu khác, yêu cầu người lao động tuân theo sự quản lý sắp xếp công việc, chủ sử dụng yêu cầu làm công việc gì thì làm công việc đó, thời gian học việc chưa thảo việc có thể chưa được tăng ca, cần phải phối hợp với sự sắp xếp của chủ sử dụng, nghiêm túc học tập, tuyệt đối không có thái độ không hợp tác khi chưa có sự sắp xếp tăng ca. Nếu có thái độ không tốt, không phối hợp, không làm theo sắp xếp, chủ không cho tăng ca và có thể chấm dứt hợp đồng. Vì vậy cần yêu cầu lao động nỗ lực ngoan ngán, phối hợp thật tốt, công việc sẽ được sử dụng, phân công rõ ràng, sẽ làm những công việc mà chủ phải giao phó. Công việc chính là làm ở ngoài trời, nắng nóng hoặc giá lạnh, bụi bẩn, phun thuốc sâu hoặc nhiều cỏ, phối hợp tăng ca giảm ca, đổi ca theo sự sắp xếp của chủ sử dụng. Tôi tuân thủ quy định, quy tắc mà chủ sử dụng đặt ra, sản phẩm trồng và thu hoạch rau, các củ quả. Môi trường làm việc, công việc chủ yếu là làm ngoài cánh đồng, xới đất, nhặt cỏ, chăm bón cây, bê vác phân bón, tưới cây, phun thuốc sâu, thu hoạch, đóng gói. Công việc mùa hè phải đi làm sớm từ 4 giờ 30 đến 5 giờ. Làm chiều có thể làm muộn về muộn. Nông trường khi hết vụ mùa, chủ sẽ sắp xếp làm công việc của nông trường, nông hộ khác để đảm bảo thu nhập cho người lao động. Mức lương cơ bản là 2.600 nhân dân tệ. Ngoài ra theo thỏa thuận của chủ sử dụng, phí ăn ở 2.500, dự kiến xuất cảnh 12 tháng 7 2023, hình thức tuyển chọn form. Tôi đã đọc và hiểu rõ nội dung công việc. Khi tôi sang Đài Loan làm việc, tôi đồng ý ký vào bản công việc này, không có bất kỳ ý kiến thắc mắc và điều kiện cáo gì. Tôi cam kết sẽ hết hợp đồng như đã ký. Tuyệt đối tôi sẽ không phá hợp đồng về nước hoặc xin chuyển chủ vì bất kỳ lý do gì. Nếu tôi xin chuyển chủ, tôi sẽ không nhận lại được bất kỳ chi phí nào từ môi giới. Tôi ký cam kết này trong hiện trạng hoàn toàn minh mẫn. Nhân viên quay video, Hà Nội, ngày 11 tháng 7 2023. Họ tên người lao động: Luyến, Nông Văn Luyến, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Bản cam kết hiểu rõ hợp đồng. Tên tôi là Nông Văn Luyến, số hộ chiếu P01759607, sinh ngày 17/08/1985. Tôi đã hiểu nội dung công việc của tôi là trồng và thu hoạch rau củ quả. Công việc chủ yếu là ngoài cánh đồng, xới đất, nhặt cỏ, bón phân, vác phân bón, phun thuốc trừ sâu, thu hoạch, đóng gói. Công việc mùa hè là phải đi làm sớm từ lúc 4 giờ 30 sáng, buổi chiều có thể đi làm muộn hơn để phù hợp với công việc. Còn các mùa khác còn lại thì sẽ theo tình hình thời tiết trong công việc. Khi làm hết việc, nhà chủ có thể sắp xếp sang làm việc ở chủ khác để tăng ca thêm thu nhập. Khi chủ yêu cầu mùa thu hoạch phải tăng ca nhiều giờ, tôi có thể đáp ứng được số lượng tăng ca. Chủ trả lương sẽ theo thỏa thuận giữa chủ và tôi. Chủ sử dụng của tôi là Chiêu Chi Lẫn, khâu cập nhân, khu vực Đài Bắc, Đào Viên, hợp đồng 3 năm. Tôi viết bản cam kết này chứng minh cán bộ trong công ty Bảo Ngọc đã nói rõ công việc, giờ làm việc. Nếu sau này có cố tình không hiểu nội dung công việc hay cố tình làm việc vào quy định của ký túc, đây sẽ là bằng chứng tôi nói dối.
Nếu có kiện cáo thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nguyễn, Nông Văn Nguyễn.